Xin thưa cả nhà, hôm nay Xuân Dũng có mặt tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xuân Dũng lên đây tại vì có một cái niềm vui nho nhỏ của một fan cũng là của kênh Tin Nóng Tự Dân, đó là cô Bích Thủy. Cô Bích Thủy đang ngồi phía sau đó. Đó, mọi người thấy. Dạ. Thì thưa nhà thì cô Bích Thủy nhà ở khu phố 3 của phường Trường Thọ, Thủ Đức. Như quý vị đã biết thì cách đây tầm một thời gian trước thì Xuân Dũng có hỗ trợ cho cô Nga về cô Nga làm ở gần chùa Pháp Hoa mà cô bị cần sự giúp đỡ về cái mổ mắt rồi cũng như là cần vốn để mà bán vé số. Thì như Dũng đã nói là sau khi mà giúp cho cô mổ mắt xong thì cô phải ổn định đã, cô phải ấy thì mới cấp cho cô bán vé số sau. Và sau khi cô mổ mắt thì cũng đã đến rồi, Dũng cũng đã đến hỗ trợ cho cô một ít vốn để cô bán buôn bán vé số quý vị. Và cô Bích Thủy là cô là nhà gần đây và cô cũng đi ngang qua và đã trở thành một khách hàng của cô Nga. Và trong một lần tình cờ đó thì cô Bích Thủy đã mua và trúng một tờ vé số thôi, một tờ mua ba tờ nhưng mà chỉ đúng một tờ đúng không cô? Nhà hai Dạ. tờ thành phố, Hai tờ một thành phố, tờ Hậu Giang. một tờ Hậu Giang. Và trên tay Xuân Dũng đây là cái tờ trị giá giải thưởng là của giải 3, tức là 10 triệu đồng. Cái này là của được mở vào ngày thứ bảy ngày 28 tháng 12 2019, cái số là 258184. Thì sau khi mà cô Bích Thủy mua chúng ở cô Nga xong rồi cô mừng lắm, cô mừng lắm tại vì là cái cô Nga là cái cô mà Dũng cấp vốn để cô bán vé số hàng ngày. Và cô Bích Thủy là cô tới để cô ủng hộ và không ngờ rằng là cái duyên của cô Nga đã mang đến cho cô Bích Thủy cái tấm vé số may mắn này. Tuy chỉ có 10 triệu thôi nhưng mà nó cũng rất là tuyệt vời khi mà cái cô Nga cô đã được sự trợ giúp để mà buôn bán vé số và cũng đã mang lại cái may mắn cho một số người, trong đó có cô Bích Thủy. Nhưng cô Bích Thủy Dũng thì chưa biết là cái điều kiện của cô như thế nào, nhưng mà từ khi cô trúng cái tờ vé số này cô mừng lắm. Cô cứ gọi Xuân Dũng là cố gắng lên để cô muốn nhờ Xuân Dũng đi đổi tờ này và cô dành số tiền để cô làm từ thiện. Và cô đầu tiên người đầu tiên mà cô muốn từ thiện đó là cô Nga. Cô Nga thì tạm thời thì Xuân Dũng sẽ giữ cái tấm vé số này làm kỷ niệm và Xuân Dũng sẽ đưa tiền cho cô Bích Thủy. Bích Thủy để cô lấy số tiền đó cô đi trao duyên. Dạ. Dạ rồi. Dạ, trước hết thì con cũng chúc mừng cô. Cũng có một chút lộc để mà cô làm thêm. Tuy rằng không có thì con nghĩ rằng là cô cũng thường xuyên hay làm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, không có Dạ. trúng thì cũng làm, nhưng mà Dạ. còn nếu mà có trúng thế này là cô lại là làm nhiều hơn nữa, cho giúp được Dạ. nhiều người hơn nữa. Dạ. Dạ. Thì bây giờ là Xuân Dũng đến và hai cô cháu đang đến chỗ cô Nga. Và mình đến đây để cho cô Bích Thủy cô trao duyên quý vị nhé. Rồi xin mời mọi người. Đi đó. Chào Cô vẫn nhớ cô. Dạ. nhận nó cho Dũng hả? Dạ, hôm nay dạ bán hả? Dạ bán mới là vừa bán hả? Bữa nay là cũng là ở Hà Vũng Tàu đây lại Xuân Dũng là cô cũng biết rồi. Hôm nay kết hợp với Xuân Dũng để mình với Xuân Dũng đi trao quà cho cô. Dạ, cô biết chuyện gì không? Vừa rồi mua vé số cho cô của cô trúng 10 triệu đó. Dạ. Vé số cô mua vé là số chung 58184 đây. Bây giờ có một chút quà mọn dạ cũng tới đến nơi rồi. Xuân Dũng cùng với mình để dạ gửi cô chúc định để cô vui trong 3 ngày Tết, chúc sức dạ thấy không mà ngồi bán đây trúng số khỏe. có người liên hệ với Xuân Dũng luôn. Dạ. Dạ Vậy hôm bữa cô nay muốn nói nhưng mà thôi để có mặt Xuân Dũng rồi cho nó hay hơn, chứ đi ngang qua ngang lại cũng ghét cô mua mấy lần nhưng mà cô hỏi có trúng không. Dạ. Cháu dễ thương quá, mày dễ thương quá. Đây đây chứ không quay lại dạ. Bác chị nuôi luôn. Hai cô đằng hai vợ chồng chị chúng cho con được 300 kỳ rồi đóng đóng tiền nhà. Vậy đó hả, là ta mua chung mua cái cặp của mình đó hả? Dạ. Vậy rồi mấy hả? Người chi lẻ lẻ một tờ thì nhà ta đâu mình không biết. Cái có bữa có chú để cho chăm cái vừa rồi gọi là cô chào cô cái đó đó
Rồi vậy là hôm nay bán được ha, mấy bữa nay cũng bán được. Dạ bán bằng đầu mấy năm trước, bữa nay lên 7 ca. Dạ. Nói chung phải nhắc ra. Là tự nhiên ra gặp anh Dũng. Rồi 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 cô sao đi bán vé số chưa? Em vài bữa ăn bữa thì chừng em đi bán. Rồi, vừa rồi Dũng đã cấp vốn cho rồi mà đi bán vé số làm sao? Hả? Vài bữa ăn bữa. Thì đi bán kiểu như cô Nga vậy nè. Không, để cô Nga vào bán em để nó bán nó kỳ lắm. Để đằng kia, đi chùa. Cho. Không cho hả? Không. À. Nó có cho bữa bà này bà bán nó dẹp tới đây luôn. Mới bán vé số thì người ta cho chứ ai mà bán xuống cho? Ai cho ai cho? Kiểu bả để xếp vô. À, vậy hả? Để ship vô. Trời, nó cũng đi bán được rồi. Đi lấy em bớt chân lấy. Em ngủ xong cho nó vô, nó đau gặp cô chứ mua chỗ khác. Dạ. À, cái cô mà giờ chị nói sẽ gặp em. Mấy cô này, cô bữa mua, bữa cô mua nó tới 3 tờ. Dạ. Nhưng mà cô Nga bữa bán bữa không hả? Không, ngày nào cũng bán. Dạ hả? Bán bữa trước, bữa sau là trúng luôn. À. Và hôm nay lên được 70 mới mượn 50 ngồi cô sáng hồi thứ ba thì cầu à giờ chúng bây giờ 70 mà tới chừng khoảng 10 giờ là nó đang ngồi chợ chứ mình đi dạo thì giờ để đi trong nhà ra đây nghỉ 5 lần phải xuất như vậy thì nó chống đi được chúng tôi nó nghỉ quên là bác sĩ dặn là bác sĩ dặn thì hôm đó là cô Nga bữa giờ cô Nga bán vậy là trúng được nhiều không? Trúng bữa đó trúng 10 tờ. 10 tờ một tờ mà 10 triệu. 10 tờ một tờ 10 triệu là trúng được 100 triệu. À. Người ta trúng thì đúng rồi, người ta trúng đó bán người ta trúng. Hết trơn luôn không có để lại tờ nào hết á hả? 12 giờ còn tờ mà chưa có đủ món tự gì mình lấy số mình ra cho được. Không làm tính để còn 6 tờ chứ cô có đi nào anh Dũng? Đi ngay. Dạ mới xuống. Tờ trúng với mấy người nó trời ơi khổ quá. Thì có đóng tiền nhà xuống đầu đóng tiền nhà nó giống như mấy cô cho dụ đi ngang ta cho cái để dành không muốn mà ăn còn thiếu 200 tiền nhà ở người khác cũng chịu mấy rồi cái xong cái thằng Quang nói với em á thôi á nên lấy cho tôi 70 đi em về bữa không có lấy bán à lấy mỗi thứ 2 tờ lấy mỗi thứ 2 tờ để chiều nay vô là Xuân Dũng vô mình vô nữa chúng nữa chúng nữa Hôm qua có làm cái chén, sợ nó không có chén mình dễ bị dính đó cô. Là sao? Dính với số bữa. Vậy là cô phải lấy một cái miếng vuốt thấm nước á. Dạ, để qua cho cô làm trong nhà mà quên mang. À, thế hả? À, thưa cả nhà mọi người, nếu mà ai đi ngang qua đây thì ghé đây ủng hộ cho cô Nga ha. Như Xuân Dũng đã nói. Là cái điểm của cô Nga bán là trên đường này gần chùa, ở đằng kia là chùa Pháp Hoa, đây ở đằng này là chùa Pháp Hoa cả nhà. Đó, góc đó là góc ai ở Thủ Đức thì chắc là biết ha. À biết lại Xuân Dũng phân nửa, mình phân nửa chiều nay vô 2 tỷ nữa là 2 nữa. Dạ. Dạ em cảm ơn cô. Dạ, mọi người thấy chiều nay có Xuân Dũng trúng nha. Đây con đổi cho má. Mới cho à lại đổi cho đổi cho bà. Sáng không có tiền, sáng rồi bán. Thì bán có tiền không? Hơn mà hơn 10 tờ mà. 10 tờ. 2 4. Chưa, à, lấy thêm 2 tờ này 4, nữa. 8, 2 tờ này chưa lấy nè. Cái này chưa lấy nè. À thế hả? Dạ, nãy thấy lấy từ 45 nó qua. Dạ, vậy hả? Vậy là 2 tờ này 20 nữa hả? Chà vui quá. Ngày nay cầu mong cho vô 2 tỷ cái mong mình vui vẻ nữa ha. Dạ đây 2 tờ. Chúc cô đắc hàng nha. Dạ. À, bán đất mình đi ngang đi hoài mỗi ngày tại đi chở đồ từ thiện ở dưới chỗ xã Hiệp Nam á. Bữa cô qua rồi.
phải là bà đầu nó hỏi phải chưa ha. Trời nói với mà đi về với mấy người sớm thôi. Bữa rồi thấy con bữa nào sao thấy nữa. Mắt nhồn không? Qua đi qua rồi rồi đi quay trở lại mua mấy trứng chứ cả đi luôn nữa. Hôm bữa là cô đi qua rồi. Đi qua lại rồi, một ngày đầu giống giống cô nha. À, vậy hả? Một ngày đầu thì thấy cô ngồi nhưng mà qua trớt luôn, không có quay lại. Bữa sau đi thì lại tới đằng đi vô gần ngã ba rồi nghỉ nghỉ. Ủa sao giống cô nghe quá, thôi để quay lại coi phải cổ không. Mà bán vé số thì mua. Dạ. Là mới quay lại. Cô mua cô biểu. Lấy cái tờ tờ cho cô lấy cái tờ bữa có tắt 4 thằng nha. Hai tờ thành phố thì dạ. Không vô nhưng mà vô được tờ. Dạ. Cô đợi con tí, con lấy cái mà điện thoại con chụp tấm hình cái. À, như vậy là cô Bích Thủy thì dạ. cũng là may mắn dạ. Khi mà mua tới ở cô Nga đây được tờ vé số. Dạ. Nhưng mà cô với Thủy cũng không quên là cái người đã mang cái duyên tới đó cho mình, cái may mắn đó mình. Dạ. Cũng đã đến hỗ trợ cô, cho cô một chút đỉnh. Dạ. Cô có muốn nói gì với cô Thủy dạ. Không? Dạ, chúc dạ. Cô nhiều sức khỏe để may mắn lắm ha, dạ. Ăn tách vui vẻ nha. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Cảm ơn chú Dũng nha. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi. À, vừa rồi đợt trước á, mà tới con cho cô này tiền để cô đưa anh với số, nghe nói là cho cô Nga mượn. Dạ. Cô Nga trả lại chưa? Chưa, trả rồi. Hả? Trả bớt rồi ha. Rồi. À rồi, khi nào vậy thì cái nào mà ấy thì cô đi bán, mà cần ấy thì cô Nga coi mà ấy lại nghe. Dạ. Cho cô bán vé số ha. À. Hai cô này là Dũng đều đến để cấp vốn cho bán vé số hết. Nhưng là cô Nga là vui tại vì cô Nga bán rồi. Còn cô đây chưa bán. Thì cô này mà em đi bộ cứ kiếm cách khác có gì đâu. Đứng ngồi ở đâu đó lại giờ người ta nhảy mình. Ừ. Chú Dũng đi kiếm chỗ khác. Kiếm chỗ khác ngồi. Mấy cái chỗ nào đó ngồi đến ngã tư ngồi bán có sao đâu. Cứ đến ngã tư ngồi mình đi bộ thay vì đi ra cứ ngồi bán. Ban đầu mình không bán nhiều cứ 30 tờ thì cũng được ba mấy ngàn rồi. Thì lên mình từ bán 30 lên 50 bán từ từ chứ. Tại vì con bởi Dũng là buồn tại vì là cô chưa chịu bán. Cho nên là hơi buồn. Cô phải bán đi rồi à, cô bán đi thì có gì Dũng tới Dũng ủng hộ thì có thể giúp thêm nữa. Chứ là cô đưa cho cô bữa giờ cô không bán thì giúp cấp vốn cho cô không bán là Dũng không có vui rồi đó thiệt. Mà giống em cũng còn nguyên không có xài thật. À thì biết rồi còn nguyên nhưng mà phải bán. Thế ý nói rằng là cấp vốn là phải là để mà bán như cô Nga vậy nè. Đó là Dũng hoan nghênh nè. Tại vì Dũng cảm thấy là những cái Dũng giúp nó được việc phải không? Dạ. Cô đi bán đi, đến tụi đi bán đi, biết đâu là cái phước của mình là tạo may mắn cho người khác đó, rồi để họ giúp lại mình thôi. Giống như hôm nay cô Nga vậy nè đó, cô Nga là vậy là người ta trúng 100 triệu nhưng mà họ cho được mấy triệu rồi. Mấy người kia lẻ ở đâu có hai chồng chú sửa xe cho được 3 triệu. À, cái chú nào là 3 triệu hay 300? 300. À, cái cô đó lại cái chú nào lạ quá. Cô ơi, cô bán với số chúng nè. À. Con cho cô 100. À. Cũng khổ lắm. À vậy yeah. Rồi mấy người mà người ta mua tờ 12 giờ vẫn còn ổn tờ nên con. Yeah. À, chưa có đủ vốn cô cũng dám để lại. À. Nếu mà để lại thì ngày mai tiền đâu mình giao cho đại lý. Yeah. Đại lý mình phải giao tiền người ta mới giao với số cho. Dạ. 4 giờ mấy ra đi ngồi thì lấy giấy dò được cái 5 giờ mấy người ta. Ừ. Dạ dạ. Chân cẳng mình đi không có được nhà không thuốc ở trong kia. Dạ. Yeah. Cô Hòa này ở kế nhà kêu cô bán cái cây cổ cổ nó giúp giùm. Dạ. Yeah. Vậy là có mình là xịn nhất ha, có tờ mà ủng hộ cô nghe. Ủa làm gì chị? Cái đó làm gì chị? Hả? À, cái này em nghe lạ quá nè. Không á. Hả? Đây quay chị rồi. Phải là người ta phải kêu là nhảy qua nè, rồi nhảy lại gì nữa nè. Nhảy nữa chứ. Quay chị luôn đó. Quay chứ. À, quay để cho người ta biết đến người ta ủng hộ cho chị chứ. Ừ đúng rồi. Đúng không? Người ta biết. Chị làm tư tưởng cho bà, giúp bà. À. Dạ. Dạ. Rồi mọi người mà đi ngang qua đây thì ủng hộ gần đến chỗ cô Nga bán vé số đó, có chị này bán trái cây nè. Quê chị ở đâu chị? Quê chị ở Thanh Hóa. Thanh Hóa ha. Dạ. Okay, chị vô đây lâu chưa? Dạ em. Chị vô đây mười mấy năm rồi, 2 năm. Dạ. 2 năm.
Dạ. Không á. Khổ chết mẹ, biết sao không? Khổ chết mẹ. Không heo á mấy trăm triệu mà đi chơi thì bán. Dạ. Dạ, đó thấy ông vừa cái là có người mua liền nè. Nó cũng nhìn, cũng nhìn đốt phòng lông hay thiệt cái chứ. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Đi qua không quán cái bà gì già phải không? Cái bà mà già ông bà già xin ăn gì mà. Bà già xin ăn mà bị xe buýt bỏ rơi phải không? Ở chứ bà Tri á. Đợt em chở lên xe mà nó mùi nước hoa đặc trưng á. Dạ dạ đúng rồi dạ. Rồi vừa làm cái là có người tới mua liền thấy không? Hay chưa? Quay chị sao quay nha. À. Quay con thọ nha. Quay xong rồi có thêm ông xã nữa ha. Quay ra mà cho đẹp đẹp để con. Cái vụ đó được á. Được. Một ông mà đang khổ chứ hai ông. Em biết đâu. Dạ. Anh ở đâu vậy? Em ở Tân Bình. Bình hả? Dạ. Đi quay đây hả? Dạ dạ. Cái cô Nga là ngày bữa em cũng quay mà giúp cho cô thì bán vé số đây nè. Thì cô vừa bán đây trúng được giải 10 triệu đó. Dạ, giờ có cô đây là cô mua được cái giải trúng 10 triệu đó, giờ cô lấy cô cho cô nha. Rồi bây giờ mình đi ha. Dạ rồi rồi. Dạ. Rồi em chào chị Phương ha. Dạ, chào mấy chị. Chúc mua may bán đắt. Dạ dạ rồi. Dạ, chào cô Nga. Rồi dạ. Bình thì gửi lại thăm hết cả nhà. Gửi chị Bình ăn Tết vui vẻ đi. Yeah. Tại sao quá tốt. Duyên Hải là giáp với Cà Mau phải không Dũng? Dạ không phải, cũng nó giáp với cái hướng Sóc Trăng bằng Sóc Trăng đây. À vậy là sao biển Ba Đồng. Đúng rồi biển Ba Đồng. Thắng Lợi nói là biển Ba Đồng chèn hơi xa lắm. Ba Đồng. Hay đi xuống dưới cầu cả 2-3 tiếng đồng hồ luôn á. Dạ. Vậy thì cô gửi cho Khoe 1 triệu, cho chị Bình 1 triệu. Dạ. Dạ. Rồi gửi cho lì xì cho gia đình Xuân Dũng luôn. Dạ. Hai thằng con có lì xì luôn, Lộc cô cô Thủy nữa. Dạ. Vậy là quên bà xã nữa ha. À không. Vậy rồi được rồi. Dạ, được rồi. Dạ. Thôi để chắc cũng hẹn với Dũng đi một chuyến về thăm em Khoe mà không biết chừng nào mới được, chị phải có nghỉ Tết hoặc nghỉ hè. Dạ. Mới đi được chứ. Dạ hả? Bây giờ là lu bu công chuyện 23 này là đưa ông Táo thì mới nghỉ được đó. Dạ. 23 này đưa ông Táo rồi mới nghỉ dài rồi mới rảnh rang được. Vậy cô Thủy là nay cô có gia đình này chứ? Dạ có, con cái lớn con, rồi. Con chắc lớn hả? Dạ. Dạ. Cháu lớn cũng đi dạy cấp 2. Dạ. Môn ngữ văn. Dạ. Ở trường điểm Bình Thọ. Dạ. Dạ. Thằng Út thì đi làm điện lực. Dạ, thì mấy anh chị cũng thành đạt hết trơn rồi ha. Dạ, dạ. Chị cũng mừng tốt rồi. Hồi nhỏ cũng nuôi cực khổ lắm đấy chứ. Dạ. Bây giờ cô đang đi dạy ở mái ấm tình thương nào? Dạ, ở lớp học tình thương phổ cập của chùa Sùng Đức á. Ở bên hông hẳn sữa có cái đường hẻm đường số 4 á, chúng đi thẳng vô. À, hết cái đường số 4 là bên trái đó là cái trường học. Hãng sữa gì cô? Hãng sữa Vinamilk á. À hả? À hãng sữa ở dưới chỗ đường mình ra đường ở Tây Bình Thái. Dạ dạ. À rồi vậy sát ha. Bên đó có đường số 4, còn nếu mà đi cái hẻm đó nó hơi chật thì đi vòng qua bên ở chỗ ngã tư Bình Thái rồi đi qua cái chỗ đầm tôm rồi quẹo vô. Dạ. Cái cửa hàng đầm tôm. Dạ. Quẹo vô đó là đi cổng trước chánh điện của chùa Sùng Đức. Dạ. Đi đường đó thì nó rộng. Còn dạ. Đi bên này cái hẻm nó đường nó chật. Dạ. Đi hết con đường số 4 thì vô. Dạ. À, trước đây là cô Thủy là giáo viên hả? Dạ ngày xưa dạy ở Linh Tây rồi về Bình Quế á Dũng. Dạ. Dạ. À bây giờ rẽ phải. Quẹo phải. Dạ. Dạ quẹo phải. Đây hướng đó ha. Dạ, dạ. Quẹo phải.